Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với bản tin nóng trên kênh YouTube Phương AB Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip nói về chức năng cập nhật mới trong tựa game Ngọc Đỏ Online các bạn. Thì vào chiều ngày hôm qua thì admin có đăng lên fanpage một nội dung như sau: điều gì sẽ xuất hiện trong phiên bản cập nhật mới, có ai thấy cái mới lạ chưa nào. Thì admin có kèm theo một cái hình ảnh, đó là hình ảnh có quan đệ tử đang sử dụng cái khiêng năng lượng và đánh cái con khỉ đầu vàng đầu đỏ dưới đây đó. Thì mình chắc chắn với tất cả anh em là trong thời gian tới cái tựa game Ngọc Đỏ Online này, admin sẽ phát triển thêm một cái skin nữa là skin 4 cho đệ tử nhá anh em đó. Thì skin 4 của đệ tử này mình rất là lo sợ, mình trong đầu của mình chắc chắn, mình chắc chắn 100% với anh em luôn là skin 4 của đệ tử là nhất định sẽ có một skin cùi giống như skin 2, skin 3 đệ tử nhá anh em đó. Thì mình rất là lo sợ vì điều này luôn, bởi vì mình là người chơi game, mình cũng chơi lâu rồi. Thứ nhất là về vấn đề thêm skin 4 nữa, nếu mà mình mở skin 4 ra mà được cái skin cùi, đối với anh em tàu thì không sao, đối với như mình chơi game mình không có tiền thì mình phải cày từng cái viên ngọc rồng ở trong danh trại đi, mình vào mình đổi skin đệ tử, mai mình mới được một bộ, mà sao mình đổi bộ skin đệ tử thì nay mình cũng đã có hai cái skin ngon rồi. Ví dụ như nick Mumip của mình thì mình có skin 2 đệ tử là Kame, skin 3 là Thái Dương Hà Sản. Nếu mà thêm skin 4 nữa, skin 4 này mình chỉ sợ nó ra skin tự sát thôi. Đấy, nếu mà có skin 4 mà skin phế vật nhất thì chắc chắn chỉ có skin tự sát của Seida thôi. Đó. Thì mình rất là sợ về cái điều này. Bởi vì là nếu mà có 4 skin của đệ tử thì nếu mà skin 4 mà ra skin tự sát thì ví dụ như ra skin, nếu mà ra skin tự sát thì chắc chắn mình quậy rồng để đổi skin nó sẽ rất là phức tạp nha anh em. Thì bình thường là đổi skin 2, skin 3, lần này có thêm cả skin 2, skin 3, skin 4. Nếu đổi 3 cái trong cùng một lúc thì mình cũng biết là nó sẽ ra hàng loạt như thế nào đó. Thì được, ví dụ như kiểu đổi xong thì là skin 4 ngon này, skin 2, skin 3 kiểu dùng dính skin cùi. Đó, thì cái điều này rất là mệt mỏi, rất là đau đầu luôn các anh em ạ. À, mình nhưng mà theo ý kiến của mình là như vậy thôi, còn biết đâu admin này cho skin thiên năng lượng này, khỉ này với skin gì quả cầu kinh phi của trái đất hay là thôn miên thì đệ tử quá chất anh em ạ. Nếu mà skin 4 mà toàn skin ngoan thì phải nói là tuyệt vời, không còn gì để mà suy nghĩ nữa. Đó, thì clip cập nhật thông tin ở trên fanpage Ngọc Đỏ Online đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.